Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Em giới thiệu đến mọi người cái cây mặc cánh sen Hải Phòng. Cây này thì Hải Phòng có rất là nhiều cây mặc cánh sen khác nhau, thế nên là mọi người cần phải biết chính xác cái cây của mình và hoa của mình. Chứ thực ra thì em cũng không nắm được hết tất cả, bởi vì nó có rất nhiều cây. Và khi mà người ta gọi là gọi các bác gọi tên là thường là những người sưu tầm được về sau rồi thì đặt tên. Những cây này là nguồn gốc ở Hải Phòng thì là vẫn cứ gọi là mặc cánh sen Hải Phòng thôi. Ở Việt Nam mình thì những cái cây như này là gọi là dạ cánh sen này. Còn những cây Trung Quốc thì cánh sen nó thì nó kinh khủng hơn như này nhiều. Đấy, Việt Nam mình thì không có cây nào được như cây cánh sen Trung Quốc cả. Cây cánh sen Trung Quốc thì gọi là Việt Nam mình mà rừng mình có thì chắc phải gọi là cánh mai mất. Đấy. Thì em giới thiệu đến các anh chị và các bác là cái cây này, cây mặc cánh sen, nguồn gốc là gọi là mặc cánh sen Hải Phòng, nhiều người vẫn gọi vậy. Nhưng mà cánh sen Hải Phòng nó có nhiều cây, nên là khi mà các anh các bác sưu tầm ấy thì nên biết chính xác cái cây mặc cánh sen của mình là cái cây mặc nào. Ví dụ thì anh chị có sưu tầm, còn khi mà ví dụ anh chị sưu tầm bên em ấy, thì em sẽ biết được rằng cây mặc cánh sen này là nó như nào. Đấy, thì cây này thì cây này là cây của bác 10 ở Hà Nội. Là bác ấy là có cây này ngày xưa sưu tầm ở Hải Phòng về thì vẫn gọi là mặc cánh sen nở lần đầu là ở Hải Phòng, nhưng mà lần thứ hai và mọi người hay quen là gọi của cây cánh sen của anh 10. Thì cây của bác 10 thì là cái cây cây này là cây chúng ta đang xem này. Thì em sẽ nói sơ qua về cái nguồn gốc như vậy thôi, chứ còn nếu mà để nó chính xác thì em cũng không biết được, bởi vì em là người chơi sau. Còn sưu tầm được thì có cây thì mình tìm hiểu được rõ chính xác đến tận gốc của nó là cây này từ đâu ra. Nhưng có những cây thì không thể tìm hiểu được, bởi vì một số cây và một số tên của các loại không những là địa lan mà ngoài ra còn có lan kiếm hay phi điệp ấy, thì về người ta nở nó thực ra nó vẫn là, đôi khi nó vẫn là một cây nhưng mà các anh chị lại gọi thành một cây khác. Đấy, thế nên là đặt tên, cái việc gọi tên ấy thì nó khi mình chơi sau, như em chơi sau ấy thì em cũng không thể biết được chính xác là anh nào cả, bởi vì tìm nhiều nguồn nó khác nhau. Em chỉ ví dụ đơn giản một câu chuyện như này: khi các anh mua về sưu tầm được cái cây cánh sen này, đấy, chia cho anh em, chia cho mọi người, thì mọi người lại chia cho người khác nữa, chia cho các anh chị là chia cho anh A, anh A anh B anh C, sau anh A anh B anh C lại chia cho những anh C D F, xong những cây anh F chia cho tận anh Z cơ, đấy, chia cho anh Z thì cái anh Z đấy thì anh về anh ấy, có khi anh lại gọi một cái tên khác, thế tự nhiên là cái cây là thành hai tên, vì lòng người nó rất là khó nói. Còn khi mà cứ gọi thành một cái tên mới thì anh chị dễ bán cây, giá lại cao hơn. Đấy là một trong những cái mà mọi người rất là khó để biết được. Thì đây thì em làm những cái video này để làm tư liệu, để về sau khi mà anh chị có mua một cây nào của ai, anh chị cũng có thể mở lại cái video này để xem lại rằng là cái cây nhà mình nó thực sự nó đang là cây gì. Còn những cái cây mà em làm ấy thì hiện tại như bây giờ em sẽ cố gắng những cái cây nào mà nó nhiều tên, ví dụ như địa này thì nó cây nào em biết thì em vẫn gom mà thôi, còn cây nào không biết tên thì em vẫn sử dụng một hai cái tên của nó. Thì khi là sau này, sau như bây giờ em biết một số cái cây, ví dụ như là cái cây thanh lùn rừng chẳng hạn, thì mọi người hay gọi là thanh lùn, thì thanh lùn truyền thống, rồi thì mấy cái tên nữa đó, nhiều tên thì hiện giờ tự nhiên em quên mất. Thì ngoài ra thì ngoài cây thanh lùn, tên thanh lùn thì nó còn thanh cách nhật, nhật nguyệt thần kiếm, hay là cái một số cái tên khác do là mình tự đặt thôi. Đấy, thì em cũng muốn là khi mà mình chơi, mình sưu tầm ấy, được cái giống nào đó thì mình cứ gọi tên theo nguyên thủy của nó. Hoặc là như lan kiếm, em chỉ ví dụ một ví dụ về lan kiếm để mọi người sẽ biết. Ví dụ như cái cây vàng cánh bầu Hải Phòng chẳng hạn, mọi người mua của em, nhưng nó có cái tên nữa, đó chính là Mai Nguyệt, mà rất nhiều cây giống hệt cây đấy luôn. Đấy, nhưng mà tên thì nó lại tên khác, giống hệt luôn, hoa giống hệt từ thân lá các thứ luôn, nhưng mà người ta không công nhận là cái người mà người ta đặt tên, người ta không công nhận là nó là một cây thì nó rất khó. Đấy, hoa giống hệt nhau từ thân lá đến hoa thì nó để mình nói là nên gom nó lại thành một, để cho người chơi sau người ta tìm hiểu, người ta biết được là cây này nó như thế nào. Có một cây như thế nguồn gốc ở chỗ khác, xuất xứ ra,
nhưng nó giống hệt nhau nên người ta đã gọi là một, ví dụ thế. Thì những người mới chơi người ta sẽ đỡ phải mệt và đỡ phải sưu tầm nhiều cây, đôi khi là hoa giống hệt nhau mà vẫn phải sưu tầm 2-3 lần. Đấy. Thì em xin phép các bác em giới thiệu thân lá cái này. Thân lá thì cái này đây. Đấy, tổng thể. Tổng thể. Đấy, lá dòng này là nó là không phải là dòng cao lắm đâu. Lá của nó chỉ dài khoảng 30 đến 50 cm. Lá dài là 50. Lá của nó thì to khoảng từ 1,5 đến khoảng 2,5 cm, có thể là 3 cm. Đấy. Và lá nó hơi nhăn và dạng là dạng bình diệp. Đấy. Bởi vì cây này nó đây anh chị nhìn này, nó cũng dựng lên chứ nó không phải là cong vút xuống. Bình diệp nó ngang ngang này. Đấy, ngang ngang thì gọi là bình diệp. Cong xuống thì gọi là huyền diệp. Hơi lên thì gọi là trường diệp. Nó thẳng thì gọi là trực diệp. Tương đối thẳng thì gọi là trực diệp. Đấy. Thì cái dòng mặc này ấy, thì mầm của nó sẽ là mầm màu tím như là cái bông hoa hoặc là trên cái cần này. Mọi người nhìn thấy xanh tím và nó có phần đầu. Đầu mầm của nó là màu tím. Đấy là dòng mặc là luôn luôn như vậy. Còn cái mặc cánh sen này thì mọi người nên sưu tầm và mua của những người mà đã có hoa chứ. Hoa nở. Đấy, còn thân lá đây mọi người nhớ cái dáng lá này của nó. Đấy, nhìn cái dáng lá và khi mà đi mua thì có thể sưu tầm và mở lại những cái hình này để xem những cái dáng lá của nó. Cái này cái đang có hoa. Cái mặc cánh sen này thì đây. Tiếp đến hoa của nó. Em nói hoa của nó là dòng xuân lan. Xuân lan hoa của nó thì khá ít bông. Nhưng thực ra nó sẽ nhiều bông hơn, nhưng cái là năm nay địa năm 2020 là địa nở. Địa năm Tết 2019 như năm nay Tết 2019 đầu năm 2020 thì địa nở khá kém. Đây là nó không được đạt, hoa nó hơi ít, nhưng mà cây này cái cánh sen nở ổn định. Cái này có một cái đặc trưng của nó, cánh sen nó chính là em nhận ra và muốn các bác nhìn thấy, đó chính là thân lá này. Tổng thể dáng lá nó là dạng bình và nó không phải là cây quá to. Lá không phải là cây quá to, lá nó chỉ là cây dài tầm 30 đến 50 thôi. Và cái cần hoa của nó thì nó khoảng từ 5 đến 10 bông. Như đây nó chỉ được 5 bông nhưng mà đã bị hỏng 1 còn 4. Đây là cái nhận biết mà em nhìn vào cây này, đó chính là đài nó mở. Ba cánh đài ngoài nó cân đối nhá. Ba cánh đài ngoài này cân đối này. Hai cánh đài trong mở và nó vẫn cong. Vẫn cong hình kiểu cái thìa. Chứ nó không kiểu mở ướn ra. Đấy, nó hơi mở này thôi. Và môi hoa của nó có nghĩa là cái lưỡi. Đấy là lưỡi vàng chấm hồng. Ở đây là những cái sắc tố của nó. Thì cái mép cánh của nó này. Đây nó bị cụp vào đây. Đấy, anh thấy không? Nó hơi cụp vào đây này. Đấy. Hai cánh dưới hơi cụp. Đây là cái cây màu vàng của nó và nó chấm màu hồng, hồng đỏ tím. Tím đỏ, đây là tím đỏ. Trong và khá là sáng. Và cái mũi, cái đầu ngoài của nó này. Cái đầu ngoài này của nó là nó cái ở trên cái trụ phấn này. Đầu ngoài của nó là màu vàng. Còn trong nó là màu đỏ. Thấy không ạ? Ở ngoài nó là màu vàng, trong nó màu đỏ. Đây là em đang sử dụng tay của em nên là cái hiệu ứng ánh sáng của mặt trời nó hơi thay đổi chút thôi. Nhưng về cơ bản là cái cây này nó là cần của nó là hơi xanh tím. Nhưng cánh hoa là màu tím. Anh chị nhá, cần xanh tím và cánh hoa màu tím. Đấy, mình phải để ý từ cái cần hoa. Xong rồi đến cái tay hoa, xong rồi màu sắc của cái cánh. Khi anh chị mà mua những cái cây mà người ta chụp ít bông ấy thì mình phải để ý là cái cần này nó màu gì này. Cái cần của cái bông hoa này nó màu gì này. Cần nó màu gì. Xong cánh hoa đấy, nó màu như là đậm nhạt thế nào. Thì đấy là cái mà mình cần chú ý. Thì cái cây mặc cánh sen Hải Phòng này thì nó cũng là một cái cây rất là đẹp. Khuôn hoa rất là đẹp. Ngay ngắn, cây nó không bị mất cần. Nó ra hoa thời điểm khá là đẹp. Như đây em quay video đây mọi người có thể thấy không ạ. Khi mà cái mặt lá của nó ở đỉnh ở đây. Cái mặt lá ở bên này thì nó ra hoa ở đây rất hợp lý. Còn khi mà nó hoa nó cao hơn, ví dụ tầm này thì gọi là mất cần. Còn hoa ở dưới thì gọi là bị hụt đấy. Đấy. Thì như cái cây này em thấy nó rất cân đối và đẹp. Thế nên giá trị của cây này nó cũng rất là cao. Giá trị hiện tại nó cũng tầm độ 10 đến 20 triệu một thân. Nó rất là cao. Thế nên mọi người cần chú ý. Đấy là giá trị hiện tại của đầu năm 2020. Còn về sau thì em không biết. Có thể là khi mà nuôi nhiều ra rồi thì mọi cây nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà cái dòng địa lan này thì nuôi nó rất là chậm. Đẻ nó rất là lâu. Khi mà có hai củ như thế này mà để mà đẻ cho mà có thể chia được ấy là phải 2 năm nữa mới chia được. Bởi vì khi mà mình chia một cặp ấy thì nó mới khỏe.
chia một thân thì nó rất là yếu, không phải ai cũng có thể trồng được một thân. Thì đấy là em nói sơ lược về cái cây dòng mạc và cái cây mạc cánh sen Hải Phòng. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái video khác của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.